Bây giờ làm gì để gây ấn tượng ta? Sở trường của mình là tạo điểm nhấn gây ấn tượng với người khác mà. Sao bây giờ có bị bí bí thì sao á? Ráng lên, ráng lên, ráng lên. Tạo ấn tượng là sở trường của mình. Ráng lên, ráng lên. Ráng lên, ráng lên. Suy nghĩ cho ra nha Bảo Anh. Đó, mọi người thấy cái Lan không? Khoe sắc không? Quá trời, quá đất luôn nè. Đó, cái Lan là Lan ơi, em chào mọi người đi em. Chào mọi người luôn, rung rinh luôn nè. Đó, cái Lan chào mọi người đó. Hello mọi người, bây giờ mới livestream với mọi người đây. Bảo Anh đang ở một cái nơi rất là yên tĩnh, một khu vườn vô cùng yên ắng và tổng quát thì rất là yên bình. Trời ơi, chưa bao giờ Bảo Anh đến một cái nơi mà yên bình mà dễ chịu dữ vậy luôn nha. Đây là một cái vườn cây vô cùng xinh đẹp. Ý, đây nè, đây nè, đây nè. Chào đi, chào đi, chào đi. À mọi người ơi, đây là anh chủ của vườn nè. Anh ấy tên là Thế Sĩ nha. Đẹp trai chưa? Wow. Bây giờ Bảo Anh sẽ giúp Thế Sĩ hay như là quảng bá hết tất cả cái cảnh đẹp của khu vườn của mình. Với lại mọi người, thế giờ mọi người đam mê cây cảnh á, cây ăn trái cũng có nè, rồi cây mà kiểu cây mai, cây lan, cây gì nữa, cây mai, cây lan, cúc và trúc gì đó. Nói chung là các loại cây luôn nha. Thì mà một lát Bảo Anh sẽ đi vòng vòng cho mọi người xem vậy nè ha. Đó, đi vòng vòng cho mọi người xem toàn tất cả những cái cây ở đây có, là cảnh đẹp ở đây nữa. Thế giờ mọi người thích á, thì mọi người có thể đặt hàng. Cho dù bất kỳ ở đâu thì cũng ship được. Ủa, đúng không? Ở đâu cũng ship được đúng không? Free ship luôn. À, free ship nha. Cho nên là mọi người nhanh tay đặt hàng. Ai mà nhanh chân thì còn, mà chậm chân thì hết nha. Rồi bây giờ cái cây này phải không? Đó, mọi người hỏi quá trời luôn nè. Cái cây này rất là đẹp, một loại cây vô cùng quý hiếm. Mọi người biết cây này tên là gì không? Cây này tên là... Đây là một loại cây tên là... Tên gì? Tên... Không phải tên á nha, không phải tên á. Mọi người ơi, ở cái vườn này không có cái cây nào tên á hết nha. Đúng cây rồi, tên á là tên người á. Ta tự nói không đó, mọi tên người á ơi. Nha. Cây này tên là cây lan, mà lan gì thì để em lát ai cần thì inbox riêng nha. Ai cần thì inbox riêng nha. Rồi. À vậy nha mọi người. Đó, đây là một loại cây rất là đẹp. À, đúng rồi, đây là cây lan màu vàng, rất là đẹp nha. Mọi người cần thì cứ liên hệ nha. Thôi nha, thôi, không phải, cứ mua đi nha, cứ mua đi nha. Đó, một loại cây rất là đẹp nha. Bị gì vậy hả? Tự nhiên người ta đang gây ấn tượng rồi quăng mấy con ốc đó vô làm gì vậy? Tự nhiên người ta đang gây ấn tượng quăng mấy ốc vô chị hả? Kiếm chuyện hả? Khùng. Không. Bà yêu bà mắc cỡ, thấy ghét ghê. Quên, tôi đâu kiếm chó, đâu kiếm cái cây mà. Ủa, nhớ để ngoài đây mà tự nhiên cái gì đi kiếm hoài không ra vậy, có chân biết chạy hả trời. Trời ơi, khách sắp tới rồi, lấy đâu mà giao cho khách đây. Chết tôi rồi. Tèn ta reng, tèn tèn ta reng, tèn tèn ta reng, tèn 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 tèn. Hôm nay đám cưới ai hả? Không có, đệm nhạc vô vậy thôi. Nè, cái cây mà sĩ kiếm nó nằm ở trong đây nè. Ủa, cây trong đây hả? Ừ. Ủa sao tự nhiên nó vô đây? Khoan, bây giờ nè, thấy cái hộp đẹp không? Đó.
đã gọi là quà tặng thì mình phải tặng vô cái hộp như vậy. Cái hộp này là Bảo Anh tự làm luôn á nha. Biết sao không? Thí dụ mà mình tặng người ta cái cây này, nhưng mà tất nhiên là những cái cây nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà yên tâm, thí dụ mà những cái cây lớn hơn thì mình cũng sẽ chế những cái thùng lớn hơn, hoặc là bọc lại như thế nào đó để khi mà người ta nhận, người ta mở ra, ở trong đó mình để thêm mấy cái thiệp nhỏ nhỏ. Ôi ôi, đọc những cái dòng tâm tư tình cảm nó lãng mạn lắm luôn á. Ủa nhưng mà tôi đâu có tặng đâu, tôi bán mà. Thì biết rồi, tuy là mình bán, nhưng mà cái người mua của mình á, khi mà người ta nhận được cái như vậy, người ta thích hơn là cái kiểu mà trong mấy cái bọc ni lông, hay là kiểu cứ ôm khư khư mấy cái chậu cây đi như vậy, nó không có đẹp. Tính thẩm mỹ phải được đề cao lên hàng đầu. Ở trên thành phố nha, bây giờ mấy cái chậu cây nhỏ nhỏ vậy nè, người ta trưng ở trong nhà là lúc nào người ta cũng gắn thêm cái bông, cái nơ, rồi hả, gắn thêm mấy cái tiểu cảnh dễ thương lắm. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà trời ơi, bán cây mà tự nhiên cái bỏ vô đây rồi người ta đâu có thấy cây đẹp đâu người ta mua. Không, mình để cây ở ngoài, người ta vô người ta lựa là người ta thấy cái cây rồi, rồi sao mình mới đóng hộp vô. À, tặng kèm theo á hả? Đúng rồi, tặng kèm thêm. Biết sao không, bây giờ là mình phải lấy thêm chi phí, mình phải dịch vụ vô. Cái cây mà thí dụ như cỡ 100.000 thôi, thì mình gắn thêm cái bông, cái nơ, cái hoa, rồi mấy cái tiểu cảnh nhỏ 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 bắt mắt, mình lấy lên 150-200. Trên thành phố người ta làm vậy không hả? Ừ. Chứ dưới đây, dưới quê mà thêm cái hộp này là người ta không chịu rồi đó. Thêm 50.000 chắc người ta chạy đi lên chỗ khác mua luôn. Không, không dám đâu. Cái hộp này là, nhưng mà cái hộp này có đẹp không? Tự tay Bảo Anh làm đó. Ừ, đẹp, không mấy chị trả cái hộp lại để đi giao. Thôi, người ta đã cất công người ta bỏ vô cái hộp rồi, mà tự nhiên bây giờ kêu hả, lấy cái cây bỏ cái hộp thì sao mà được. Thôi vậy đem vô. Thôi, tới giờ khách tới rồi. Đẹp, để tặng luôn. Vậy là phải tặng luôn cái hộp nha. Phải nói với khách đó là cái hộp này á là do một cô gái rất là xinh đẹp của nhà em, người ta tận tay người ta làm á. Cái okay. Hộp này là lấy không có tính tiền đâu. Nhiều khi lát người ta bo cho thêm 50. Đẹp ha. Trời ơi, cái gì vậy? Cái cây của tôi bỏ vô đây rồi, nó éo quẹo rồi, nó đụng bông luôn rồi. Ủa nhưng mà cái này trời ơi, giết tôi chết không, rồi. Không, để vô có chút xíu à. Vì vậy sao, chị đền cho tôi đi, tôi biết lấy đâu, tôi đưa cho người ta đi. Tự nhiên cái bài vẽ mấy này chứ, phá hoại không à. Trời ơi, cây đâu mà tôi lấy, tôi đưa cho khách đây. Ủa, sao kỳ vậy ta? Mới bỏ vô có chút xíu rồi mà sao héo queo vậy được? Thế Dũng, ông biết tại tôi. Ủa, cái cây ở đây mà thấy sĩ đâu rồi? Mình sẽ có một bất ngờ. Đáng đời cái tội mê trai. Cái nụ cười đó, rồi cái vẻ mặt thoải mái đó, càng chứng minh là những chuyện vừa qua ông cố tình phá tôi. Được, được lắm Thế Dũng, tôi sẽ cho ông biết thế nào là nghiệp quật. Cái gì à? Cái gì mà tỉm tỉm cười à? Đâu, thì coi mấy cái clip mà. Mấy cái clip mà hài nhảm nhảm của ông có gì đâu vui. Cái là người thật gì thật luôn mới vui nè. Là sao bà nói gì tôi không hiểu gì chứ. Ê, nói nghe nè. Bữa giờ anh làm gì với tôi, giúp tôi làm lại thôi. Ủa, làm gì đâu trời. Ừ, nó làm gì đâu. Thì đúng những cái tôi làm chỉ làm những cái kế hoạch mà của hai đứa mình thôi à.
Không nha, không nha, không nha, không phải nha. Dù không biết đúng không? Cái gì? Dạ, à, đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu. Chị đi làm gì cũng hiểu gì chứ. Alo, bác hả bác? Bác, bác đang làm gì vậy? Dạ bác đang đi chợ hả bác? Không, tự nhiên con nhớ bác quá con mới gọi cho bác vậy thôi. Với lại á, con cũng có một chút chuyện nhỏ nhỏ con muốn nhờ bác tư vấn cho con. Cái chuyện này là cái chuyện hệ trọng mà liên quan tầm quốc tế quốc... À, không hơi quá. Dạ, nó liên quan là kiểu hả tầm gia đình. Dạ, gia đình mà kiểu mà dòng giống mà dòng họ rồi liên quan đến nói chung là bà con nhiều lắm. Mà liên quan đến hả là cái người con trai nó nhiều nhất cái bác. Dạ, tại vì cái người con trai này á là con trai mà không có lấy vợ được. Tại vì cái người đó là đóng gọi đó. Hai xinh đẹp không? Không có gọi. Nè, đó. Bây giờ thấy chưa? Thấy chưa? Tôi nói cho ông biết nha. Ông làm như vậy với tôi làm y chang lại. Ông nói là ông không làm gì đúng không? Tôi thừa biết từ bữa đến giờ những cái chuyện đó tất cả là do ông cố tình làm. Thì tất cả những cái chuyện đó nó cũng chỉ nằm trong cái kế hoạch. Nhưng mà cái kế hoạch thì nó bừng phát trong tích tắc. Khỏi. Ồ, nếu mà nói vậy là tính ra là ông thích những cái gì tích tắc quá ha. Những cái gì bất ngờ quá ha. Những cái gì bùng phát quá ha. Ông thích tôi làm bất ngờ cho ông không? Thôi, đừng mà, năn nỉ. Đừng gọi mà. Ôi, nhưng mà tôi nói cho ông nghe nha. Bây giờ mấy cái chuyện đó là ông làm. Bây giờ ông bắt buộc là ông phải làm cái chuyện của tôi. Tôi muốn ông làm cái gì ông phải làm đó. Được không? Không được đúng không? Không được đâu, đừng có ép người quá đáng. Rồi thôi. Không được thì thôi. Ơi, được rồi. Đừng. Alo bác ơi. Bác ơi. Thôi mà đừng. Trời ơi. Đáng đời. Chuông nha. Trời ơi con ơi nhõng nhẽo quá. Nó sức dầu rất là nhẹ nhàng có gì đâu mà con la vậy. Rồi có trúng đâu nữa không? Mới sức mới té dạ, sao bầm vậy? Trời ơi trúng mà chắc trúng hết người luôn á nè. Rồi tới đây em coi coi trời ơi cái cánh tay của em nè. Dục. Dạ. Không phải là còn nít nha. Gần cưới vợ rồi đó nghe. Mắc cỡ cái gì? Má là mẹ mà có gì đâu mà mắc cỡ. Phải người ngoài đâu. Quay cái lưng cho nó coi. Dạ. Ông chịu cái sức lưng, ngày mai để bầm rồi nó sao? Không có, con té sắp không bị có. Lưng. Cái lưng có, em thấy rõ ràng mà em lo mà. Không. Bá con lo mà đúng không có rồi. Cho con coi trời kìa. Ơi, được cái lưng cho nó coi coi. Quay em coi nè. Như con nít trời vậy. Ơi, trời ơi trời ơi. Ôi nhỏ khó chịu quá. À. Nổi không quá gì mà khó chịu bác. Bác ơi. Con ơi con, đàn ông con trai như phải con gái đâu mà mày dở áo lên mày mắc cỡ. Đau đúng cổ nè, cái cổ ôi, em coi nè. Anh xin em mà nó mới đau hết thôi, rồi. Có đau mà. Thôi thương bây giờ em hôn một cái nha. Thôi được rồi. Bác biết rồi. Ông à. Thôi tình. Thôi, thấy hai đứa thương nhau vậy má chịu lắm đó. Dạ. Thôi rồi tôi đi ra thôi được rồi. Coi như má không thấy gì hết. Rồi hai đứa muốn làm gì làm đi. Không không nè. Con ơi đóng cửa lại con ơi. Không. Xin lỗi mà. Xin lỗi mà đừng phá người ta nữa được không? Hả? Biết tôi sợ một phụ nữ đụng vô người mà cứ người sống chết rồi. Rồi vậy sao? Vậy sao? Xin lỗi. Ôi sổ, đâu có xin lỗi xuống vậy được. Xin lỗi rồi sao? Nè, từ bây giờ ha, đơn giản lắm. Tôi cũng không có muốn mình nặng nề với ông làm gì. Tôi kêu gì làm đó, được không? Mà được. Làm. Được. Đúng không? Được rồi.